Chào các cô, các chú, các anh chị. Đây là cái áo nỉ cycling for all. Con này thì em còn mấy cái nên sale lốt cho mọi người. Ngày hôm nay thì còn mấy cái cuối cùng, sale giá sốc cho mọi người. Cái này giá cũ nó gần 600, sale còn cho mọi người chốt deal cuối cùng là 300 ngàn một chiếc. Còn mấy cái thôi, chất lượng cực kỳ tốt luôn. Con này nhất là những cái thời tiết như này thì anh chị mặc con áo này thì siêu ấm luôn. Cái này em quay gần cho chúng ta này, nó như một cái áo khoác luôn ấy, nhưng nó lại là chuyên dụng cho xe đạp. Nó là áo khoác chống lạnh luôn. Đấy, đằng sau nó chuyên dụng cho xe đạp nên đằng sau nó sẽ có túi này các anh chị nhé. Có túi để đồ, nó khác các cái áo thông thường chúng ta mặc, cũng có thể mặc đi chơi cũng được, nhưng mặc đi đạp xe cũng được. Bên trong con áo này thì mọi người quên sầu luôn, rất là sướng luôn. Thời tiết như này chúng ta đi đạp xe chỉ cần một con áo này, một cái áo mỏng thì cũng chẳng phải ngại mấy. Thời tiết 5 độ. Đây, nó được thiết kế ở cổ, nó có nỉ này các anh chị nhé. Đấy, cổ có nỉ này. Bên trong lớp vải này, vải cũng tráng nỉ này. Đấy, rất là dày dặn, rất là ấm áp luôn. Con này cực kỳ ngon, non. Con này là chống bão luôn đấy. Con này nước mưa nhỏ còn không bị ngấm luôn các anh chị ạ. À, đấy, các cái đường may chỉ may, cái này là nhà máy của Monton, nó gia công cho hãng Cycling luôn. Cái cổ tay này các anh chị này, đây cổ tay nó sẽ thiết kế này, kiểu vải thun ôm như này này, chúng ta đi là gió nó cũng không lùa được vào trong tay nữa mọi người nhé. Gió nó lùa không lùa được vào trong nên không có lạnh. Nói chung là mặc con này thì bao ấm bao trời các loại thời tiết luôn, giá khá tốt luôn, còn mấy cái thôi. Và hiện nay như em còn vài size như size M, L, XL, 2X tùy theo chiều cao cân nặng. Chẳng hạn như người mẫu này, bạn này bạn hơn 60 cân một chút, bạn mặc size M, bạn mặc ôm quay đây em. Đấy, bạn này là 64, 65 cân này, bạn mặc M rất là ôm. Mọi người thích ôm như này thì có thể chọn size này. Còn anh chị nào không thích mặc ôm thì là tầm 60 cân có thể mặc được size M như này rồi. Chất lượng con này thì em bao tốt, bao ngon luôn, chỉ còn có mấy cái thôi. Mọi người nhanh tay thì hãy chốt ngay giúp em chứ không có nhiều nhá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Cái này là ai nhanh tay trước, đặt trước thì em chốt trước nha. Em chỉ còn mấy cái, nói thật, chỉ mấy cái cuối cùng thôi. Rất là ngon luôn nhá. Cảm ơn mọi người.